của kênh chào tất cả các bạn đang dõi theo kênh trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng của kênh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta chúng ta nhất định phải đối mặt với những thử thách trong cuộc hành trình của chúng ta sẽ có những nỗi đau lòng những vấn đề trong mối quan hệ cá nhân những mất mát và lo lắng khó có thể vượt qua tuy nhiên tất cả những trở ngại này không có thể gây cản trở với một sứ giả của vũ trụ họ chính là những chiến binh tinh thần những kinh nghiệm từ nỗi đau của họ sẽ giúp đỡ tốt cho những người xung quanh và làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn trong khi họ vẫn có thể cảm thấy sự vật lộn và đau đớn các chiến binh tinh thần biết cách chịu đựng họ không cho phép những trải nghiệm tiêu cực ảnh hưởng đến họ sức mạnh tinh thần của họ đủ mạnh để chống chọi lại bất cứ điều gì mà cuộc sống ném vào họ bạn có thấy mình liên tục vượt qua thử thách này đến thử thách khác hay không sau đây là những dấu hiệu rõ ràng cho thấy rằng bạn có thể thực sự là một chiến binh tinh thần một sứ giả của vũ trụ điều đầu tiên tình yêu là cốt lõi của hành động của bạn tình yêu là ngôn ngữ của vũ trụ nếu không có tình yêu sẽ chỉ có hỗn loạn các mối quan hệ sẽ sụp đổ và chỉ còn lại sự rối loạn. Tình yêu thương là thứ cho phép chúng ta làm việc cùng nhau để phục hồi sau thiên tai, cuộc đấu tranh tài chính, những lo lắng về sức khỏe tinh thần và thể chất. Là một chiến binh tinh thần, tình yêu là trung tâm của mọi việc bạn làm. Bạn kiên nhẫn và thấu hiểu với những người mà bạn thậm chí có thể không thích nói chuyện. Bạn hành động phù hợp với đức tính trung thực và bác ái vì bạn hiểu rằng mọi người đều đáng được tôn trọng. Đằng sau mỗi nụ cười là một cuộc đấu tranh cá nhân mà thế giới sẽ không bao giờ nhìn thấy. Vì vậy, bạn lựa chọn đối xử tử tế với người khác để ngày của họ tươi sáng, không làm cho nó tồi tệ hơn. Điều thứ hai, bạn chỉ quan tâm đến sự thật là một chiến binh tinh thần. Bạn chỉ quan tâm đến sự thật. Khi nói chuyện với những người khác, bạn muốn tìm hiểu họ ở cấp độ sâu hơn bằng cách khuyến khích tính xác thực bạn có thể xây dựng mối quan hệ sâu sắc và có ý nghĩa với mọi người bạn cũng tìm kiếm sự thật bên trong mình luôn cố gắng hiểu rõ hơn về bản thân mình điều thứ ba bạn có thể đối mặt với nỗi sợ hãi của mình sợ hãi là cảm giác tự nhiên đó là tín hiệu của cơ thể nói với tâm trí bạn rằng nguy hiểm sắp xảy ra do đó đó là một phản ứng tự nhiên chạy trốn vì mục đích từ bảo vệ cơ thể không thể phân biệt một con sư tử với một người đang la hét nhưng bạn có thể trong khi cơ thể bạn phản ứng theo những cách nguyên thủy chiến binh tinh thần bên trong bạn hiểu rằng những nỗi sợ hãi như vậy không làm tê liệt bạn mặc dù bạn vẫn có thể cảm nhận được mồ hôi trên lòng bàn tay và sự run rẩy của đầu gối nhưng bạn vẫn đứng vững bạn không để bất cứ điều gì cản trở bạn điều thứ tư bạn kiên cường khi cuộc sống đánh gục bạn mặc dù bất kỳ người nào khác có thể cúi đầu và chìm đắm trong nỗi buồn bạn không cho phép hoàn cảnh bên ngoài làm lung lai tinh thần của mình bạn có một sức mạnh ý chí to lớn để xử lý những sự việc đáng tiếc như vậy thất bại là những trải nghiệm hình thành sẽ định hình tính cách của bạn về phía trước và bạn chọn phát triển từ chúng thay vì thu mình lại vì chúng. Điều thứ năm, không có gì ngăn cản bạn ngay cả khi thời gian trở nên khó khăn. Có sự khác biệt giữa nghỉ ngơi và bỏ cuộc. Trong thời gian nghỉ ngơi, bạn phục hồi cơ thể và bổ sung năng lượng cho ngày hôm sau. Cho dù đó là theo đuổi ước mơ cả đời hay chỉ cố gắng hoàn thành một tuần làm việc khó khăn. mà khác, bỏ cuộc là khi ai đó muốn ra ngoài họ không còn tin rằng họ có khả năng tiến lên phía trước đam mê không phải là theo đuổi những gì đang đạt được mà là vượt qua những khó khăn của cuộc trượt đuổi bạn có ước mơ thành công bạn đam mê nó dù có khó khăn đến đâu bạn vẫn sẵn sàng kiên trì vì bạn biết rằng có điều gì đó lớn hơn một chút khó chịu điều thứ sáu bạn nằm theo trái tim của mình biết về bản thân có thể là một cách để đưa ra những định hướng trong cuộc sống của một người. Các chiến binh tinh thần đồng điệu với trái tim và linh hồn của họ. Họ biết những gì họ thực sự muốn, những gì thực sự quan trọng trong cuộc sống, và họ không ngại cắt giảm những hoạt động không cần thiết và thậm chí cả con người. Những gì mọi người có thể bảo bạn làm có thể không phải là những gì bạn định làm. Có sự khó chịu và lệch lạc bên trong khi đi theo con đường mà người khác vạch ra cho chúng ta thay vì đi theo những gì trái tim thực sự muốn thay vì khuất phục trước những gì người khác mong đợi ở bạn bạn chọn nằm theo tiếng nói trong trái tim mách bảo đi theo đuổi ước mơ của mình cho dù người khác có thể nghĩ rằng bạn là người ngớ ngẩn hay không đủ tiêu chuẩn đến mức nào bạn tuân theo trực giác của mình trong sự nghiệp các khoản đầu tư và trong từng quyết định mà bạn phải đối mặt điều thứ bảy bạn không ngừng cố gắng hiểu bản thân nhiều hơn chúng ta không được sinh ra với sự hiểu biết đầy đủ về danh tính giá trị tính cách và niềm tin của mình đó là một quá trình liên tục mà nhiều người dường như quên đi khi lớn lên họ bị cuốn theo cuộc sống hàng ngày đến mức không còn thời gian dành cho một mình và tự suy ngẫm một trong những công cụ quan trọng nhất mà một chiến binh tinh thần phải có là ý thức tự giác đó là khả năng nhìn nhận bản thân một cách không thiên vị bản ngã có xu hướng thay đổi những gì chúng ta nghĩ về bản thân mình nó nói rằng chúng ta là những sản phẩm hoàn hảo không cần cải tiến thêm chúng ta trở nên ảo tưởng khi chúng ta giải trí bằng tiếng nói của cái tôi của chính mình là một chiến binh tinh thần bạn có thể kiểm soát tiếng nói nguy hiểm đó bạn đặt đôi chân của mình trên mặt đất bạn nhận biết được bản thân và cải thiện những điểm yếu và thiếu sót của mình Điều thứ 8 Bạn tốt bụng và quan tâm đến người khác Những chiến binh tinh thần Không chỉ nghĩ đến bản thân Mà còn nghĩ đến hạnh phúc cho những người khác Sự tôn trọng và lòng tốt Không phải là cảm xúc Chúng là hành động Những điều mà bạn thường thực hành Khi gặp gỡ người khác Bạn cảm thấy có sự đồng cảm lớn Đối với người khác Vì vậy bạn luôn sẵn sàng giúp đỡ Điều thứ 9 bạn chăm sóc tâm trí và cơ thể của bạn để trở thành nguồn sức mạnh cho người khác với tư cách là một chiến binh tinh thần sức khỏe và tinh thần của bạn là điều tối quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ cá nhân nghề nghiệp và thậm chí là tinh thần của bạn nếu không ăn thức ăn bổ dưỡng nghỉ ngơi đầy đủ và tìm không gian cho tâm trí vẫn còn lộn xộn của chúng ta thì sự bình yên sẽ không bao giờ đạt được tập thể dục và ăn uống lành mạnh khiến bạn trở nên đủ mạnh mẽ để đối phó với bất cứ điều gì cuộc sống ập đến với bạn và chăm sóc những người cần được giúp đỡ và hỗ trợ. Điều thứ 10, bạn quản lý cẩn thận năng lượng của mình. Chúng ta có rất nhiều năng lượng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Sẽ luôn có những người quảng cáo, sản phẩm, thực phẩm, hoạt động kêu gọi chúng ta thưởng thức chúng. Để đổi lấy năng lượng của chúng ta, chúng sẽ mang lại sự hài lòng nông cạn và thoáng qua. Nếu một người không tiết kiệm trong việc lựa chọn nơi để dành thời gian và năng lượng của mình, đó sẽ là một con đường đảm bảo hướng tới sự kiệt sức và không hài lòng. Là một chiến binh tinh thần, bạn không chỉ trao dồi tinh thần mà còn cả về thể chất. Nếu cơ thể bạn đã cạn kiệt nguồn năng lượng dự trữ, bạn sẽ không thể theo đuổi những điều ý nghĩa nhất trong cuộc sống của bạn. Bạn chọn lọc và tuân thủ một quy tắc nghiêm ngặt, đó chính là giá trị cá nhân và đạo đức của bạn. Mặc dù những người khác có thể do dự khi nói không với những lời mời trong một thời gian thích hợp, nhưng bạn đủ hiểu bản thân để phân biệt điều gì xứng đáng với năng lượng và điều gì không. Điều thứ 11. Bạn cảm thấy rằng bạn có một mục đích lớn hơn để thực hiện. Ai có lý do để sống thì có thể chịu đựng bất kỳ điều gì khi bạn tin rằng câu thứ gì đó lớn hơn dành cho bạn, bạn sẽ không để những tranh cãi và vấn đề vụn vật cản trở mục đích sống của bạn. Bạn hiểu điều gì đáng phải nhấn mạnh và phấn đấu, chẳng hạn như tình bạn và tình yêu, không phải là quyền lực và tất cả những danh vọng. Mục đích của bạn nuôi dưỡng cơ thể và tâm trí của bạn hơn bất cứ điều gì khác. Là một chiến binh tinh thần, bạn đã được tạc nên bởi những cuộc đấu tranh và gian khổ mà bạn phải trải qua. Dù căng thẳng như những gì có thể đã xảy ra, bạn đã thoát khỏi chúng mạnh mẽ hơn trước. Khi bạn nhìn về phía trước, bạn ngừng mong đợi các vấn đề trở nên dễ dàng. Bạn phải triển sức mạnh để vượt qua bất kỳ trở ngại nào. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn ngoài ra các bạn có thể kết nối trực tiếp với quốc anh qua fanpage và qua zalo theo số điện thoại quốc anh chia sẻ bên dưới mỗi video quốc anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn chào tạm biệt và hẹn gặp lại